Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Hàng loạt quan chức hầu tòa, lỗi cơ chế hay phẩm chất? Quý vị và các bạn thân mến, 10 năm qua, 2012-2022 đã có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Riêng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 120 vụ án. 1.083 bị cáo, trong đó có 37 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự. Nhiều quan chức cấp cao hầu tòa khiến dư luận cộm lên một câu hỏi, lỗi ấy do đâu? Một câu hỏi nhức nhối và đó là lý do nhóm phóng viên báo Quân đội Nhân dân tổ chức loạt bài này. Không tự giác sẽ biến mình thành người có tội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của chế độ ta. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Nhận định ấy có nghĩa là nơi nào có quyền lực nhà nước thì nơi ấy có nguy cơ xảy ra tham nhũng. Nhận định ấy cũng rất đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh khi mà từ 70 năm trước, năm 1952, người từng viết: có những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái trung thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Xong đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, biến mình thành người có tội với cách mạng. Phát biểu trước tòa, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, người từng được Đảng, Nhà nước giao rất nhiều trọng trách, đã rơi nước mắt nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ với sự hy sinh, cống hiến tuổi xuân trên công trường Thủy điện Sông Đà. Nghe ông nói, không ai phủ nhận ông đã có một thời tuổi trẻ sôi nổi với một lý tưởng sống rất đẹp. Nhưng khi bước lên những nấc thang của quyền lực, đứng đầu một tập đoàn kinh tế, đứng đầu một bộ, ông đã cố ý hoặc vô tình làm trái các quy định của pháp luật, gây ra những hậu quả to lớn, nghiêm trọng cho kinh tế đất nước. Ông nắm rõ quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, nhưng vẫn cố tình thu xếp cho công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ trúng thầu quyền thu phí một tuyến cao tốc, gây thất thoát 725 tỷ đồng. Ông biết rõ việc góp vốn của nhà nước và Ocean Bank là trái thẩm quyền, không đúng chức năng nhưng vẫn cố tình ký kết, làm thất thoát 800 tỷ đồng. Đó chỉ là hai trong rất nhiều vụ án mà ông Đinh La Thăng bị khởi tố, cho thấy ông đã tự tung tự tác, tự cho mình quyền coi thường kỷ luật của Đảng, pháp luật nhà nước. Ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, người giữ vai trò quyết định trong thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG bất chấp quy định của pháp luật. Hành vi của ông Son và đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước 6.500 tỷ đồng. Riêng ông Son nhận 3 triệu đô tiền hối lộ trong vụ việc này, một hành vi tham ô khủng khiếp không gì bào chữa được. Ông Sơn từng là sĩ quan quân đội đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng những phẩm chất cao quý mà ông tích lũy được trong quân ngũ đã bị bắn gục bởi viên đạn bọc đường khi đã lên đến một nấc thang rất cao của danh vọng. Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, là một ví dụ điển hình về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông đã sử dụng quyền lực được nhân dân ủy thác để vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, quyết định điều động và đề cử Vũ Quang Hải tham gia Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Trên cương vị Bộ trưởng, ông Vũ Huy Hoàng đã có ý kiến chỉ đạo Sabeco góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất số 2462 Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh và tiền của Sabeco để thành lập liên doanh Sabeco Pearl, đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn 6 sao tại khu đất trên. Sau đó, ông lại chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl, dẫn tới quyền quản lý sử dụng khu đất 2462 Bà Trưng bị chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Những hành vi của ông đã vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Nếu nhắc tới sự tha hóa phẩm chất khi đã ngồi vào vị trí chức trọng quyền cao, chúng ta không khỏi đau xót khi nhắc đến ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông trưởng thành trong ngành công an, từng là người cảnh sát hình sự nổi tiếng dũng cảm, từng lập được không ít chiến công trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành một vị tướng công an khi độ tuổi còn trẻ. Với những phẩm chất đáng quý đó, người dân từng tràn trề hy vọng ông sẽ có những đóng góp xứng đáng khi trở thành người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội. Nhưng sự suy thoái không có thể miễn trừ với bất kỳ ai,
khi ông sa vào chủ nghĩa cá nhân, khi ông bỏ quên sự tu dưỡng rèn luyện các phẩm chất đạo đức và để chủ nghĩa danh lợi lấn át, ông bị tòa án tuyên phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với tổng mức hình phạt trong 3 vụ án là 12 năm tù tính từ ngày bị bắt 28 tháng 8, 2020. Đáng nói hơn, ông Nguyễn Đức Chung có học vị tiến sĩ luật, rất hiểu biết pháp luật nhưng lại cố tình vi phạm pháp luật, không thể đổ lỗi do cơ chế. Một số trường hợp quan chức kể trên sa ngã trên những con đường khác nhau, nhưng ở họ lại có một điểm chung, họ từng là những cán bộ ưu tú của Đảng, nhà nước, nhưng khi được giao những chức quyền cao cấp, họ đã trượt xuống vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân, đánh mất những phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà họ đánh đổi cả tuổi xuân để tôi luyện. Ngự trị nơi đỉnh cao quyền lực, họ dường như lơ là phòng bị, để giặc trong lòng đánh bại hoàn toàn. Sự tha hóa của những người có quyền lực hoàn toàn không phải là điều xa lạ với những người cộng sản và không thể đổ lỗi cho bất kỳ cơ chế nào. Cách đây ngót 180 năm, khi nghiên cứu sự tha hóa của quyền lực nhà nước ở Tây Âu, các Marx đã đưa ra những cảnh báo, quyền lực nhà nước càng lớn thì sự tha hóa của nó càng nguy hiểm, nó càng gần với tư cách một lực lượng tự trị, thoát khỏi sự kiểm soát của con người. Các Marx coi giới quan chức tạo thành một xã hội đóng kín trong nhà nước. Nhà nước chỉ còn tồn tại dưới dạng những lực lượng quan chức cụ thể khác nhau và với mỗi quan chức cụ thể thì mục đích nhà nước biến thành mục đích cá nhân của y, thành việc chạy theo chức tước, thành việc mưu danh cầu lợi. Sự tha hóa của giới quan chức là biểu hiện của việc tha hóa quyền lực chính trị, dường như là căn bệnh chung của mọi kiểu nhà nước. Các Marx đặc biệt lưu ý sự tha hóa của quyền lực trong nền kinh tế thị trường, đó là hiện tượng tôn thờ đồng tiền bất chấp đạo lý. Ông đã viết, sức mạnh của tiền lớn bao nhiêu thì sức mạnh của tôi cũng lớn bấy nhiêu. Tôi là người xấu, không thật thà, không có lương tâm, ngu ngốc. Nhưng tiền được tôn thờ thì người có tiền cũng được tôn thờ. Tiền là cái tốt cao nhất thì người có nó cũng tốt. Từ phân tích của các Marx về nguy cơ tha hóa của những người giữ quyền lực mà những người cộng sản đặt ra yêu cầu rất cao của việc phải giữ phẩm chất đạo đức cách mạng. Lenin từng yêu cầu phải lay động các tòa án nhân dân và dạy cho họ biết trừng trị một cách không thương xót, kể cả việc đem bắn những kẻ lạm dụng chính sách kinh tế mới. Đối với người cộng sản phải trừng phạt nặng hơn gấp 3 lần so với những người ngoài đảng. Tôi rất mong chúng ta có thể đuổi ra khỏi đảng từ 10 vạn đến 20 vạn người đã len lỏi vào đảng và đã không biết đấu tranh chống bệnh giấy tờ cùng nạn hối lộ mà còn cản trở cuộc đấu tranh này. Lenin cũng cảnh báo hai khuynh hướng sai lầm trong đấu tranh chống sự suy thoái của những người giữ quyền lực nhà nước. Một là quan niệm giản đơn, đây là căn bệnh dễ chữa trị nên những người cộng sản có thể hạn chế, khắc phục nó chỉ trong thời gian ngắn. Hai là cho rằng đó thuộc tính của xã hội, của quyền lực nhà nước nên sự tồn tại của tham nhũng là tất yếu, con người chỉ có thể hạn chế mà không thể xóa sạch nó. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, từng trả lời phóng viên báo Quân đội Nhân dân về văn hóa liêm chính trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Trước đây trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xây dựng nên một xã hội liêm chính với tinh thần con cá chột nưa. Kể cả trong thời bao cấp thì văn hóa cho không lấy, thấy không xin, xin không cho vẫn lan tỏa trong xã hội như một nếp sống đẹp. Đến khi mở cửa hội nhập với thế giới, phát triển kinh tế thị trường, chúng ta đã biết sớm rõ tác hại từ mặt trái của nó. Nói một cách hình ảnh là khi ta mở cửa thì cùng với những làn gió tươi mới, mát lành thì cũng không thể tránh khỏi có cả những làn gió độc bay vào. Văn hóa thực dụng xuất hiện, dẫn tới nhiều cái xấu độc cũng bị ngộ nhận trở thành văn hóa. Đồng tiền chi phối cuộc sống khiến nhiều quan niệm văn hóa bị méo mó, lệch lạc. Ví dụ bây giờ có những cán bộ liêm chính mà tác phong, lối sống quá giản dị thì thường bị dư luận chê là nghèo, cổ hủ, lạc hậu. Hoặc có những cán bộ trong sạch gương mẫu nhưng không được xung quanh ủng hộ, cùng lắm là được kính nhi viễn chi, được an ủi, động viên riêng lẻ, chứ ít được ủng hộ công khai, hay những người đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực lại bị chính người thân phản đối ghẻ lạnh. Đó là những vấn đề khiến văn hóa liêm chính chưa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh, từ khi trở thành đảng cầm quyền cho đến nay, những người cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về đạo đức khi được nhân dân giao phó giữ chức trọng quyền cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ tối cao của dân tộc và người đã hiến cả cuộc đời cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, người là hiện thân của đạo đức mới, đạo đức cộng sản. Trong di sản mà người để lại cho con cháu mai sau, có một kho báu vô tận, đó là nền tảng đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân,
do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Vì thế chẳng phải ngẫu nhiên khi phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngày 30 tháng 6 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại giãi bày tâm sự: cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã dâng hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, sự vẻ vang của giống nòi và hạnh phúc của nhân dân. Bằng con đường thực hành đạo đức cách mạng trong cơ chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất định những người Cộng sản Việt Nam sẽ tránh được bẫy suy thoái của quyền lực. Con đường đó không hề bằng phẳng, dễ dàng, thậm chí sẽ phải trả giá bằng việc loại ra khỏi đội ngũ rất nhiều cán bộ cấp cao, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước. Cùng với thực hành đạo đức cách mạng, đảng nhà nước còn phải thực thi, kiểm soát quyền lực. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập ở những bài viết tiếp theo.